Sáng 27 tháng 6 năm 2021, Tiểu ban điều trị thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 75 liên quan đến COVID-19. Cụ thể, ca tử vong thứ 75 là bệnh nhân 9779, bệnh nhân nam, 80 tuổi, có địa chỉ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, gút, hội chứng Cushing, rối loạn nội tiết và chuyển hóa do thuốc, đi lại khó khăn đã lâu. Bệnh nhân sống cùng nhà với con mắc COVID-19. Ngày 10 tháng 6, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính, được nhập viện cách ly điều trị tại Bệnh viện quận Tân Bình. Cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện khó thở, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng sốt, khó thở, thở oxy gọng kính 3 lít một phút. Bệnh nhân được chẩn đoán vào viện là viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân Good, Cushing do thuốc. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng, kháng viêm, kháng đông, thuốc duy trì vận mạch. Tuy nhiên do tuổi cao, bệnh lý nền nặng, mặc dù được bệnh viện dốc sức cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong lúc 5 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2021, chẩn đoán tử vong, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, gút, Cushing do thuốc. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.